Hôm nay là có mặt 10 anh em, đúng là cái khóa đợt 4K22 này thì anh em nhìn đây là tổng cộng hết thì như là 28 bạn. Thì trong quá trình học chắc anh em cũng biết rồi, nhưng mà tại vì một số bạn là đang làm ở các chi nhánh xa, một số bạn thì cũng xin việc rồi, một số bạn thì mở tiệm rồi. Thì tức là anh em mình tóm lại là khi mà học thì gặp nhau ở cái ngôi nhà chung VC mình, nhưng mà đi thì mỗi đứa một hướng hết. Sau cái đợt học rồi thì mỗi bạn một cái tương lai riêng, một cái công việc riêng, một cái hướng đi mới. Thì tóm là Cường không mong gì hết, cũng mong mấy bạn là ráng giữ cái nghề. Cái hy vọng cuối cùng của Cường thật sự khi mà đào tạo xong, bất kỳ không phải là các bạn mà lứa nào cũng thế thôi, Hào cũng thế luôn nha Hào, giữ cái nghề nha, cần gì giúp đỡ thì cứ báo anh. Chứ còn mà em Cường không muốn khi mà đào tạo một cái bất kỳ một cái anh em nào đó mà để mà gọi là khi mà sau khóa học rồi mình lại chọn một công việc khác thì thật sự rất là buồn. Thì tất cả nếu mà nó không thành công thì bắt buộc mình cũng phải chọn thôi, cái đó không có ai bắt buộc. Nhưng mà thật sự hy vọng nhất khi mà mình đã bỏ hết mấy tháng này để học rồi thì bây giờ thì có bạn vẫn còn ở VC làm việc, có bạn thì làm ở tiệm khác, có bạn mở tiệm, có bạn thì nhiều khi là đang rong ruổi để mà chọn đến con đường phía trước của mình. Thì cần chia sẻ với các bạn, với ngày xưa tôi tốt nghiệp cũng thế thôi, tức là cái giai đoạn này giai đoạn khó khăn. Thì bây giờ cần cấp bằng cho anh em, mong anh em đây cái bằng cũng nghiệp. Thật sự ở Việt Nam thì cái giá trị về hữu hình thì nó rất là ít, nó đa phần là giá trị tinh thần. Nếu có anh em đã từng học tập, đã làm việc tại VC Barber Academy không ha, thì cần chúc anh em, câu cuối cùng thì cần chúc anh em nhiều sức khỏe và thành công với cái nghề này. Mong muốn một lứa nào thì cần cũng có mong muốn vậy, là sau này sẽ có một anh em nào đó sẽ phát triển cái nghề mình hơn cơ. Đó là rất là mong muốn của mình. Thật sự rất là nhiều anh em bây giờ VC vẫn có nhiều bạn rất là thành công, nhưng mà có cái là để mà thấy có một cái bước tiến mới để mà phát triển thì Cường vẫn chưa thấy, nên Cường mong cái lứa này anh em mình sẽ có. Và trong này những anh em thiếu thì những bạn nào mà quen thì có thể nhờ cầm giúp cái bằng về giúp bạn với bạn đó luôn nha. Tại vì bạn nhiều khi điều kiện công việc rồi nhiều thứ bạn đi làm rồi, nhưng nhiều khi nó cũng khó để mà tới đây trong buổi tối ngày hôm nay. Thì hai mấy bạn như hôm nay thì có mặt khoảng 10 bạn thôi, thì Cường cũng không trách được. Chúc cho mong những bạn ấy có được công việc tốt là hạnh phúc lắm rồi. Bây giờ Cường đọc tên luôn nha. Bạn nào nhận xong là đứng thứ này luôn nha. Nguyễn Hữu Hiến chắc chắn cũng phải đứng đầu tiên. Nguyễn Hữu Hiến nha. Rồi bạn vỗ tay cho Hiến cái nha. Những bạn mà nhận trước sẽ may mắn hơn, tại vỗ tay nó to, nhưng lên nó còn mấy thằng nữa. Phan Văn Vinh. Rồi vỗ tay cho anh em, vỗ tay đây lên. Lát Hiến nhớ vỗ tay, Vinh vỗ tay cho mấy bạn. Mấy bạn đi sau tội lắm. Phạm Văn Hùng. Nguyễn Nhật Hào. Mình có thể dặn cái đinh đinh mắt nó đụng tay. Hoa Thị Huy. Nhanh lên em. Rồi ở trên. Học viên nữ duy nhất trong khóa đợt 4K22 đó. Trần Anh Tú. Mấy này mình trên ráng giỏi cho mấy bạn dưới tội. Lê Thanh Phi. Nguyễn Thanh Vũ Luân. Đây là Châu Đình Hào. Rồi Trương Hoàng Anh Tuấn. Này mà không có tên này nha. Chúc anh em thành công nhé. Thẳng nha. Luân ha. Phi nha. Đúng ha. Huyền ha. Hoa nở không màu. Vinh. Hiên. Rồi anh em mình chụp với nhau tấm hình nhé. Bye bye, VC.